Hello anh em, trước khi bắt đầu cái nội dung của cái clip này thì mình cũng muốn cảnh báo anh em là clip này sẽ không có được trong sáng cho lắm Clip này nó sẽ hơi đen tối một chút xíu Trước tiên, mình muốn show cho anh em thấy một cái thông tin về cái kênh của mình à, Ví dụ như 30, 90 ngày qua thì, thì đây là dữ liệu về người xem à, trong đó cái thị phần mà người xem nhiều nhất là 25 tới 34 tuổi là những người lớn rồi. Đa số những người lớn rồi. còn 16% nữa là những người lớn hơn như vậy nữa. Là những người đa số là trưởng thành và có tuổi và có một cái kinh nghiệm sống vừa đủ. Thì thực chất thì những người như vậy thì mới hiểu những gì mình nói, thực sự là như vậy. Trong số đó thì có một số ít những chị em, con gái cũng xem clip của mình thì mình cũng chào chị em. Mình rất là, là respect những người nữ mà chơi cái game này hoặc thậm chí là cầu tiến hơn là những xem những cái clip về cái game này để mà tăng cao cái trình độ chơi game. Ok. Bởi vì gần đây mình thấy một số vấn đề của cái uh, cộng đồng á, mình thấy buồn, mình thấy nó hơi sát cho cộng đồng anh em. Cho nên mình cũng muốn chia sẻ nói về cái uy tín của mình chứ đi. Thực sự là những thứ mà mình nói ở đây á, là có những anh em S8 làm chứng hoặc là gần đây thì anh em S10 là sẽ biết cái điều đó. Và những thứ mà mình post lên cái kênh này thì nó cũng chứng minh là những cái clip về hướng dẫn cho game đồ đó, anh em cũng thấy rồi. Và trong số những người hiểu chuyện đó thì chắc chắn không hoàn toàn là những người hiểu chuyện. Khi mà mình dùng cái từ anh em để mà mình nói tới người xem ở kênh này là dành cho những người hiểu chuyện thôi thì trong số đó có những thằng ốc chó những thằng mà nó có thể nghe mình nói trong vòng 20 phút nhưng mà nó không thể chấp nhận rằng mình là một người có tư duy hoặc là có một cái khả năng gì đó lãnh đạo hoặc là có khả năng chiến đấu gì đó thì nó sẽ dùng Facebook clone dễ nhất sẽ thấy những cái thằng này nó sẽ dùng Facebook clone để nó tấn công cá nhân mình ở trên những cái hội nhóm hoặc là những cái nhóm Zalo gì của tụi nó thì mình không quan tâm nhưng mà những cái nhóm chính thức thì mình có hoạt động cho nên là mình cũng thấy thì những thằng xúc vật này nó sử dụng Facebook clone thì nó đâu có liêm sỉ và nó không cần phải giữ một cái gì thậm chí nó chơi xe máy nó cũng không dám bộc lộ ra chứ đừng nói là cái account của nó là cái gì. Account của nó tên gì hoặc là ID gì. Đó. Anh em coi kênh mình thì có thể biết tất cả mọi thứ về mình, thậm chí là về tính cách hoặc là những thứ mà mình hoạt động, những thứ về liên minh, mình cũng không có ngại mình chia sẻ ít nhiều ở đây. Thì anh em nghĩ là mình so với tụi nó làm gì? Nhưng mà mình có thể là một cái hạn chế của mình là mình không thể bỏ qua được cái đám xúc vật đó anh em. Thậm chí clip này nó cũng đang nghe đó chứ. Và nó nghe nó rất là ức chế nhưng mà nó không có biết uh, làm gì cả. Cho nên là nó kiếm một cái Facebook clone à, để nó, nó, nó khẹo mình ở những cái mặt trận mà nó có thể ha. Thì rất tiếc là những cái cộng đồng, ví dụ như cái nhóm Việt Nam Official Cái nhóm WAPAT Việt Nam Official nó tạo ra không dành để anh em phát triển mà nó dành để anh em tương tác. Nghĩa là quản trị viên của cái nhóm đó nhận lương của Lilith chứ không có vì cái mục đích gì cao cả cả Họ nhận lương của để họ phát triển cái gọi là cái tương tác cộng đồng à, Họ chỉ cần tương tác thôi Và những tương tác dơ hoặc là những tương tác bẩn hoặc là những cái tấn công cá nhân hoặc là tấn công những cái liên minh đó, Nó, tôi dùng cái từ cổ suý thì nó hơi nặng Nhưng mà họ đều phớt lờ cái việc đó Họ đều để nó diễn biến và họ nghĩ đó nào là nó dành cho cái cộng đồng phát triển thì nó sai với cái tư duy của tôi sai với cái uh, những thứ mà tôi đang làm thì tôi không thích điều đó tôi chỉ muốn nói uh, ở đây thôi cái kênh này tôi làm tôi nói là tôi dành cho những người việt nam đấy những người tôi gọi là anh em thì những người hiểu chuyện chứ không dành cho những thằng ốc chó đó những thằng ốc chó nó sẽ không có cái đất để mà thể hiện ở đây những thằng đần độn đó thì sẽ không bao giờ mà có một cái trải nghiệm mà cao hơn ngoài cái xe vờ nào đó. Hoặc là, hoặc là cơ bản nó chỉ là một cái thằng lính đánh thuê một cái xe vờ nước ngoài nào đó thôi. Không, không có người Việt Nam lãnh đạo. Nó là một sự đáng tiếc ha. Khá là tội. Trước đây tôi đều mặc định trong suy nghĩ là những thằng ngu dốt, những thằng dòi bọ và cặn bã đó nó chỉ ở nằm ở những thằng lính lát R2 hoặc R cùng lắm R3. Bởi vì những thằng ngu như vậy thì không thể làm lãnh đạo được, không thể làm R4 hoặc là R5 được. Nhưng mà gần đây tôi bị thay đổi suy nghĩ anh em. Thậm chí là những người mà lãnh đạo thì cũng mang tư duy là coi thường đồng bào hoặc là thực chất là họ nhìn vào những cái lực chiến hoặc nhìn vào những cái cái bề ngoài để mà họ đánh giá người chung tiếng nói thì tôi thấy khá là hạn chế do cái cộng đồng mình tố chất của cộng đồng thì có giới hạn như vậy thôi cho nên là gọi là gần đây tôi cũng chấp nhận thôi thì thực tế là trong một server thì chỉ có khoảng vài chục người Việt Nam thì nếu như là một cái server có tổ chức và có hạn trước thì may mắn thì có lên khoảng bảy tám chục thì đó là giới hạn của người việt nam dòng một xe phà và đừng nói là có thể phát triển thì may mắn thì cộng đồng thì có những người mà uh, đưa ra những cái clip chẳng hạn chỉ cách chơi game hoặc là những người hoạt động cộng đồng thì đó là những nhân tố để mà giúp cộng đồng phát triển một cái lý do mà tôi muốn tập trung vào người việt nam trong cái trò chơi này vì một yếu tố là người việt nam có chung văn hóa và có thể dễ dàng nói chuyện được với nhau nếu như có chung uh, tư duy về lợi ích còn những người mà có tư duy bề trên hoặc là nghĩ mình là thượng đẳng thì uh, tôi không tôi không tôi không chủ trương uh, ưu tiên người việt nam không phải là bằng mọi giá hợp lại người việt nam khi mà họ không muốn hoặc là tính cách của họ là muốn uh, làm uh, tướng làm chùm hoặc là thượng đẳng thì không bởi vì tôi chơi game ở cái tầm này thì không có ngoài à, không còn là dừng lại ở cái cái giải trí à, tiêu diệt hoặc là cái gì à, nó 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 không còn là tôi đã đạt được nó rồi anh em hoặc là danh tiếng hoặc là uy tín hoặc là cái gì thì à, tôi không cần cố gắng để mà tôi đạt được điều đó nữa anh em ví dụ như mục tiêu tôi muốn đạt được là ví dụ mình góp công vào một cái nhóm việt nam gồm nhiều server để sau này còn đánh liên server hoặc là những cái gọi là san francisco những cái chiến trường nó lớn hơn đó. thì gặp người việt nam thì mình dễ tương tác và mình dễ hợp tác để mà dễ giao tiếp để mà phát triển hơn là nước ngoài thôi chứ thực thì tố chất của những người nước ngoài thì cũng không tệ, có những người rất là trung thành hoặc là có những người rất là ok. Lý do tôi chọn tôi thích người Việt Nam là ở cái cái vấn đề đó thôi chứ không phải là bằng mọi giá là phải gom người Việt Nam, chỉ những người mà hiểu chuyện thôi anh em. Đó là một số suy nghĩ của mình. Nó hơi không được à, tươi sáng cho lắm nhưng mà cũng muốn gửi đến anh em về một vấn đề của cái cộng đồng này. Nếu như anh em thích thì hãy góp một sức nào đó về cái vấn đề này. Mình không có gì ngoài cái uy tín mình đã đặt vào cái kênh này hoặc là những thứ mình đã làm. Thì nếu như anh em thấy hợp lý thì hãy góp một cái sức nhỏ nào đó thì nó nó tốt thôi. Theo mình thì như vậy thì nó tốt. Việt Nam mà có tiếng nói hơn thì nó tốt. Cơ bản là như vậy thôi. Chứ về lợi ích nói thật một cái cuộc chiến ví dụ như cô như thế này. Tôi không quá ham một cái vật chất hoặc những cái chiến thắng này anh em. Mình đủ khả năng để mình kiếm những cái tượng này cho nên là những thứ mà cô cho lại nó không có quá nặng nề đâu. Thắng thua quan trọng là ở cái <laughs> cái cuộc chiến nó có vui hay không thôi. Ok. Bye bye. ยังกับหลาย